chào mừng trái đất. Em lại trễ nữa rồi, lớp đã bắt đầu học lâu rồi đấy. Ngồi đi. Nhìn kìa, người hành tinh thôi mà, có sao đâu. Hãy gặp Samenoi, bạn ấy rất giống người. Kelly thích người hành tinh. Caroline bảo vệ thiên nhiên và không tin có người hành tinh. Thầy Plumbum là giáo viên thay thế mới, thay cho thầy Conshai đã biến mất một cách bí ẩn. Samenoi đi đến trường. Chào bạn hàng xóm. Ồ, chỉ là Kelly hóa trang thôi. Kelly giữ toàn bộ hồ sơ về người hành tinh. Và bạn ấy có cuốn nhật ký UFO đặc biệt. Dán hình in của người ngoài hành tinh vào bìa quyển sổ. Kelly đang theo dõi Samenoi chặt chẽ. Bạn ấy đang nhìn những chú bò của Caroline. Không có gì lạ, đây là những nạn nhân yêu thích của người hành tinh. Kelly, bạn có thấy không? Chúng biến mất rồi. Tất nhiên, vì Samenoi là người hành tinh mà. Kelly đừng ngu ngốc, người hành tinh không tồn tại. Vậy sao học sinh mới lại giấu bò trong đĩa bay chứ? Ra chơi! Samenoi, đi dạo đi. Và mình sẽ kiểm tra đĩa bay của bạn. Làm hình tròn với một phần cắt ra từ vải nỉ màu xám. Gắn dây kéo vào phần đó. Dán hình tròn còn lại không có dây kéo. Gắn hai hình nón để tạo thành một đĩa bay. Gắn một sợi đen vào phần cạnh của hai lớp. Giấu khối bim bên trong hộp bút. Dán nửa quả cầu bằng nhựa trong lên trên. Thật thú vị, bạn ấy giấu gì bên trong ta? Thử nghiệm trên động vật hả? Xem nào. Trời, bạn muốn cái gì? Không thấy mình bận hả? Mình biết mà, họ tồn tại. Caroline nhớ những chú bò. Các em ở đâu rồi? Chào Caroline, bạn khỏe không? Ăn bò của bạn ấy là một ý tồi. Đây Caroline, cầm lấy đi. Cắt đôi bò đồ chơi. Dùng dao rọc giấy đã hơi nóng. Cho keo nóng vào trong. Và gắn nam châm vào. Đây không chỉ là những chú bò. Đây là đồ nhận dạng tủ. Gắn nam châm vào cửa và bạn có thể thấy ngay đó là tủ của Caroline. Samenoi giữ bí mật trong tủ của mình. Đó là cái gì vậy? Để dịch chuyển sao? Kelly theo dõi mọi hành động của anh bạn kỳ lạ này. Mình sẽ tiết lộ tất cả bí mật của bạn. Oh, có cả một bảo tàng hình người ở đây. Mình biết bạn ấy là người hành tinh mà. Mình sẽ chụp ảnh làm bằng chứng. Samenoi đang làm gì ở đó vậy? Mình biết mà, bạn ấy đã lén để phao dưới da của mình. Thầy Plumbum, thầy thấy không? Đây là người ngoài hành tinh gian lận. Nhìn nè. Nhưng thầy Plumbum cũng có bí mật gì đó. Nhìn vào ly đựng bút của thầy đi. Dùng đất sét polymer che các lỗ trên ly có tay cầm bị gãy. Thêm đôi mắt dài người hành tinh bằng đất sét polymer. Và nung lên theo hướng dẫn ghi trên bao bì. Sơn ly bằng sơn acrylic màu xanh lá. Phủ sơn acrylic trong lên. Kelly, bạn cần bút lông không? Ồ không, mọi người quanh mình là người hành tinh. Mình biết mà, đó là âm mưu người hành tinh. Đừng đụng mình. Chỉ là mơ thôi. Bằng chứng của mình đâu? Người hành tinh đã xóa nó. Không, chỉ là hình bị lật úp thôi. Họ
đang theo dõi mình. Mình cảm nhận được. Thầy Plum Plum, Kali, nhìn vào đây. Em sẽ quên mọi thứ đi ngay thôi. Kali muốn bắt quả tang người hành tinh. Bạn ấy đã làm chiếc túi mà Samanot chắc chắn sẽ thích. Xem bạn ấy sẽ làm gì nha. Cắt hai đầu người hành tinh từ bìa nhựa xanh lá với phần thừa dọc theo các cạnh. Cắt cạnh theo hình zig zag. Uốn cong các mảnh. Dán dây kéo vào một dải nhựa. Dán keo ở các cạnh túi vào dải có khóa kéo. Dán dây quai làm bằng ri băng vào các cạnh. Thêm phần đáy và phần bên nữa. Dán cặp mắt và viền bằng giấy xốp đen lên. Oh, anh bạn! Họ đã làm gì với bạn? Mình sẽ cứu sống bạn. Nào, cố lên. Sống lại đi mà. Đừng mà. Ai muốn lên bảng nào? Caroline, lên đi. Thật không may, Caroline không biết câu trả lời. Này anh bạn, giúp mình với. Dễ dàng. Samanoi lấy thiết bị không gian đặc biệt của mình ra. Rút đuôi nắp ra khỏi bút lông. Dùng nước rửa móng để lau nhãn trên bút lông. Để đèn laser vào trong. Trang trí bút lông bằng băng keo nhôm. Che đèn bằng băng keo điện màu đen. Sơn nắp bằng sơn acrylic màu đen nha. Thêm chi tiết làm từ giấy kim loại màu xanh lá. Samanoi nhanh chóng đốt câu trả lời đúng trên bảng bằng thanh kiếm laser. Công nghệ người hành tinh, ấn tượng đấy. Cảm ơn nha, bạn đã cứu mình. Nhưng không lâu đâu, bạn cùng lớp đã lên kế hoạch xâm lược hành tinh này. Mình khát quá. Samanoi, mình uống coca của bạn nha. Cắt một vòng từ giấy xốp bạc. Dán nắp ly trong suốt vào đó. Tạo các vòng tròn từ giấy kim loại bằng máy đục lỗ. Dán chúng vào cái vòng. Nặng đầu người hành tinh từ đất sét tự khô quanh ống hút. Vẽ một tia sáng trên ly bằng màu dạ quang. Gắn hình ảnh con bò ở phía dưới. Đổ đồ uống vào trong ly. Cho ống hút vào. Và đóng nắp lại. Samanoi không thích chia sẻ đồ uống của mình. Cái ly này bị sao vậy? Thật kỳ lạ. Này, bạn bị sao vậy? Trời! Caroline, sao vậy? Không có gì. Mình phải đi rồi. Kelly lập một nhóm chống người hành tinh. Chúng mình còn có huy hiệu nữa đấy. Dùng bút chì tô mặt sau ảnh người hành tinh. Đặt nó trên giấy xốp màu trắng nha. Vẽ theo viền của bức hình. Sơn bằng màu acrylic. Cắt ra. Dán ghim cài vào mặt sau. Phủ sơn acrylic trông lên. Làm vài chiếc huy hiệu. Giờ bạn tin người ngoài hành tinh tồn tại rồi. Hãy thề trên cuốn sổ tay của bọn mình. Ô không, lại là họ. Xin đừng xóa ký ức mà. Muộn rồi. Cảm ơn đã hợp tác. Mình sẽ giao các hồ sơ bí mật cho ban quản lý UFO. Hẹn gặp lại bạn.
Bạn có thích người ngoài hành tinh ở trường học hay không? Hãy bình luận nếu có bạn là người ngoài hành tinh, bạn sẽ gây ấn tượng với họ như thế nào? Bạn sẽ làm hộp đựng bút hình đĩa bay, túi người hành tinh hay ly đựng bút? Và đừng quên tặng video này một like, đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những ý tưởng UFO mới từ Trôm Trôm nha!